luyện viên Mai Đức Chung, trình độ đội tuyển nữ Việt Nam còn thấp, cần nỗ lực hơn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định những trận thua tại World Cup 2023 đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam định hình chỗ đứng của mình. Kết quả thua 0-7 là bình thường với chênh lệch trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan. Chúng tôi rất thoải mái về tinh thần, không có gì lấn cấn cả. Rõ ràng trình độ chúng ta thua kém nhiều. Thua như vậy là cố gắng lắm rồi, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận thua 0-7 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan ở lượt đấu hạ màn bảng World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup 2023 với 3 trận toàn thua. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ đã nỗ lực nhưng khoảng cách trình độ không thể san lấp trong một sớm một chiều. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam. Tinh thần cầu thủ rất tốt nhưng còn thua thiệt về tầm vóc chuyên môn, toàn diện trước đội bạn. 3 trận vừa qua, chúng tôi để thua 12 bàn, rõ ràng trình độ còn thấp. Ở châu Á, chúng ta cũng chưa ở trình độ cao. Những nỗ lực của toàn đội trong thời gian qua là quá tuyệt vời. Cảm ơn VFF đã tạo điều kiện để trước khi vào World Cup có trận đấu rèn luyện, rút kinh nghiệm để có kết quả như tại vòng bảng. Thời gian tới, chúng tôi còn nhiều việc phải làm, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nêu quan điểm đội tuyển nữ Việt Nam cần làm gương cho thế hệ kế cận để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới các kỳ World Cup sau. Các tuyển thủ nữ Việt Nam khi về nước phải làm gương cho các cầu thủ trẻ phấn đấu tập luyện. Động viên cầu thủ nâng cấp nhiều mặt như tăng cường chiều cao, tập luyện trong các môi trường như học đường. Phải có nhiều phong trào, giải đấu hơn nữa. Tôi nghĩ việc bóng đá nữ Việt Nam chỉ có 5-6 câu lạc bộ là còn bất cập, chiến lược gia 74 tuổi đánh giá. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm rằng tấm vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam có thể là tấm gương cho bóng đá nam. Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên dự World Cup, đấy là khích lệ rất lớn lao với đội tuyển nam. FIFA tiếp tục tăng số đội nam ở vòng chung kết World Cup 2026 lên 48. Đội tuyển nữ Việt Nam là tấm gương đi đầu để khích lệ đội nam thi đấu tốt hơn, giành quyền tham dự World Cup. Ông Chung cũng tiết lộ về kế hoạch đội nữ, các cầu thủ sẽ được nghỉ một tuần. Toàn đội về nhà vào ngày 3 tháng 8 và trở lại tập trung vào ngày 10 tháng 8 để hướng tới ASEAN 19 và vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Đó là kế hoạch từ nay tới cuối năm. Còn việc gia hạn cứ tính toán sau, tôi cứ làm hết việc trong năm nay trước đã. Nếu được lời mời dự World Cup tôi vẫn cứ đi, hỗ trợ cho người làm bóng đá nữ tốt hơn. Đó vừa là động viên, vừa là phần thưởng, nếu được mời tôi sẵn sàng đi. Nói về quyết định không sử dụng các cầu thủ như Thùy Trang, Thúy Nga ở World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung trải lòng, tôi rất mong muốn đưa hai cầu thủ này vào sân. Chính bản thân tôi khi đi họp FIFA đề xuất phải thay 6 người nhưng không được. Tôi cùng một số đội đều đề nghị vậy, bởi điều đó thiết thực cho bóng đá nữ. Bóng đá nữ sức lực kém hơn nam, cần thay nhiều, nhất là trình độ thấp như Việt Nam. Vì thay ít, chúng tôi phải tính toán thay sao cho hợp lý. Thùy Trang tích cực tập luyện, rất khát khao, nhưng thể lực hơi yếu và lớn tuổi. Đó là cái tôi cẩn trọng, tránh việc có vấn đề mất người. Những vị trí khỏe tôi xếp trước, sau đó những cầu thủ dự bị vào sân là phần thưởng xứng đáng cho từng người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.